Theo văn bản thông báo từ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã bị Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định kỷ luật hành chính với hình thức cảnh cáo. Sau khi nhận hình thức kỷ luật, ông Đa từ Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc được chuyển sang giữ cương vị Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Công an. Tháng 5 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Hoàng Đa. Năm 2019, dư luận xôn xao về việc khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, ông Đặng Hoàng Đa đã bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, duyệt chi nhiều khoản không đúng dẫn tới nợ ngân sách nhiều tỷ đồng. Sau đó, ông Đa được điều động làm Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc của Bộ Công an. Do vậy, những sai phạm của ông Đa liên quan đến việc lạm chi quỹ không còn thuộc thẩm quyền xử lý của Công an tỉnh Sóc Trăng. Đơn vị này đã kiến nghị Bộ Công an xử lý. Theo báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng gửi Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 10 năm 2016, tổng thu quỹ sản xuất của Công an tỉnh được hơn 38,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền chi từ quỹ này lên đến gần 45,9 tỷ đồng. Trong đó, chi mua quà biếu, tiếp khách trên 39,7 tỷ, chi đi công tác, hội nghị 3,4 tỷ, chi hỗ trợ bếp ăn và cho cán bộ chiến sĩ trên 1 tỷ đồng. Theo thống kê, ông Đặng Hoàng Đa duyệt chi trên 28,8 tỷ đồng.